Sao Hàn bị Bách Sang bỏ quên, Lee Che Hun, Park Ji Hun diễn hay mà một đề cử cũng không có. Bách Sang là lễ trao giải lớn hàng năm tại Hàn Quốc tôn vinh những tập thể, cá nhân xuất sắc trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Lễ trao giải năm 2023 đã công bố đề cử rồi, danh sách nói chung là rất ổn. Tuy nhiên, có lẽ năm qua truyền hình Hàn có rất nhiều tác phẩm hay và cá nhân xuất sắc cũng nhiều, thế nên đã có vài cái tên lỡ duyên với giải thưởng, thật đáng tiếc. Song Chung Ki, Cậu Út Nhà Tài Phiệt là một trong những phim Hàn xuất sắc nhất năm 2022 vừa qua. Rating hay, phản ứng khán giả, độ thảo luận đều cực kỳ cao. Với diễn xuất đỉnh cao nên ông nội Lee Seung Bin đã xuất hiện trong đề cử thị đế Bách Sang, còn nam chính Song Chung Ki lại vắng mặt. Biết là so với Lee Seung Bin thì Song Chung Ki còn kém chút xíu, nhưng anh cũng diễn rất tốt, thể hiện được cái hồn của nhân vật. Bởi vậy, khi không có tên của Song Chung Ki trong danh sách đề cử đã khiến nhiều khán giả tiếc nuối, thậm chí gây tranh cãi. Lee Che Hun. Lee Che Hun với giải thưởng Bách Sang có thể nói là không có tí duyên phận nào. Khi đóng Tài Xế Ẩn Danh phần đầu, anh đã không được đề cử, sang tới phần 2, anh tiếp tục bị bỏ quên. Lee Che Hun đã diễn rất hoàn hảo vai Kim Do Ki, nam chính của Tài Xế Ẩn Danh. Trong suốt quá trình phát sóng, chủ đề thảo luận về Lee Che Hun cũng như bộ phim luôn tăng. Mỗi một biểu cảm, một cung bậc cảm xúc của nhân vật qua sự thể hiện của Lee Che Hun đều để lại ấn tượng mạnh. Bởi vậy mà sự vắng bóng của cái tên Lee Che Hun trong danh sách đề cử thị đế của Bách Sang năm nay thật sự rất khó hiểu. Nam Cung Min. Người tiếp theo bị Bách Sang bỏ quên chính là Nam Cung Min với vai Chân Chi Hun trong Luật Sư 1000 Won. Chẳng những chinh phục khán giả với một hình tượng mới, một nét diễn hài hước đan xen chính kịch rất thú vị, mà Nam Cung Min còn là người tạo nên sự độc đáo mang tính thương hiệu cho nhân vật. Anh đã góp ý với đạo diễn trong khâu tạo hình, để lại dấu ấn cực mạnh trong lòng người xem. Với bao nhiêu ưu điểm như thế, Nam Cung Min xứng đáng đứng cạnh những đề cử thị đế năm nay. Chẳng lẽ vì số lượng phim rất nhiều và đề cử lại có hạn nên anh lại bị gạt ra? Seo Hyun Jin. Phải công nhận rằng đề cử thị hậu năm nay rất ấn tượng và quả thực toàn là những gương mặt nổi bật nhất, ấn tượng nhất. Nhưng nhìn lại thì vẫn cảm thấy tiếc nuối cho Seo Hyun Jin. Có lẽ vì Wire đầu voi đuôi chuột nên ảnh hưởng luôn tới đánh giá của nữ diễn viên chăng? Nhưng thị hậu là giải đánh giá cá nhân, diễn xuất của diễn viên mới là thước đo chuẩn nhất, mà Seo Hyun Jin đã xuất sắc thể hiện nhân vật, dù không thể tranh giải nhưng chị xứng đáng được đề cử. Cô Jun Cheung. Ở giải Tân binh, khá tiếc khi cô Jun Cheung không có tên trong dàn đề cử, mặc dù cô nàng đã thể hiện rất tốt vai nữ chính đầu tay trong Hoàn Hồn 2. Ngoài nhan sắc nổi bật thì diễn xuất của cô Jun Cheung cũng chẳng phải dạng vừa, phải nói là một gương mặt trẻ tài sắc vẹn toàn trong làng phim Hàn hiện nay. Tiếc rằng cô Jun Cheung lại không may mắn không thể lọt vào đề cử Tân binh truyền hình cho vai nữ chính đầu tay này. Park Ji Hun. Một trường hợp khác cũng rất đáng tiếc khi trượt đề cử Tân binh chính là Park Ji Hun, nam chính của bộ phim Người Hùng Yếu Đuối. Tuy Park Ji Hun đã đóng phim được vài năm rồi nhưng vẫn là gương mặt trẻ còn rất mới của làng phim. Với một vai diễn khó cần phải thể hiện tâm trạng phức tạp, Park Ji Hun đã diễn rất đỉnh, tạo bao chủ đề thảo luận đến khi phim đã chiếu xong vẫn còn người nhắc đến. Sự hết mình vì vai diễn của Park Ji Hun xứng đáng được công nhận, vậy mà một đề cử cũng không có. Không chỉ fan mà khán giả nói chung cũng tiếc cho Park Ji Hun lắm. Mỗi một diễn viên không phải lúc nào cũng gặp được một tác phẩm hay, một vai diễn tốt để chứng minh năng lực, và giải thưởng chính là một phần công nhận dành cho nỗ lực của họ. Tiếc rằng may mắn đã không đến với 6 cái tên này. Thôi thì an ủi là khán giả vẫn công nhận và lên tiếng tiếc nuối cho họ. Hy vọng với sự ấm áp đó, họ sẽ mang đến những tác phẩm tốt hơn, gặt hái được thành công ở lần sau.